các bạn nha. Ủa con đùi quá trời bự rồi. Nằm ở ngay cây xanh ở nhà mình luôn mà mình không phát hiện. Bữa hôm nay mình mới phát hiện nó. Đây, nhà mình đây. Có hai không có mà hai mỗi có bánh mì mẹ đưa cái này.